Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ và chúng tôi không biết người ta để thầy ở đâu. Bà Maria đang còn đứng gần mộ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mộ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đằng đầu, một vị ngồi phía đàn chân. Hai vị hỏi tại sao bà khóc. Bà trả lời: người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để người ở đâu. Vừa nói xong, bà quay mặt lại nhìn thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: bà kia, sao bà khóc? Bà tìm ai? Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu để tôi đến lấy xác người. Chúa Giêsu gọi: Maria. Quay mặt lại, bà thưa người: Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Chúa Giêsu bảo bà: đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta, nhưng hãy báo tin cho các anh em ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh em ta hay và bảo họ rằng: ta về cùng cha ta cũng là cha các con, về cùng Thiên Chúa ta cũng là Thiên Chúa các con. Maria Magdalena đi báo tin cho các môn đệ rằng: tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô nâng bậc lễ nhớ lên hàng lễ kính trong ngày lễ kính thánh Maria Magdalena vào ngày 3 tháng 6 năm 2016, thì Đức Thánh Cha đã nhìn nhận tầm quan trọng của thánh nữ trong lòng giáo hội Công giáo, và Ngài nhắc lại những lời thật kính cẩn mà thần học gia mang tên Augustine của chính thống giáo vào thế kỷ thứ tư, ông đã minh xác rằng thánh nữ Maria Magdalena là tông đồ của các tông đồ. Và sau này, vào năm 2006, khi gặp gỡ toàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã không ngại gọi thánh nữ Maria Magdalena là môn đệ tình yêu của Chúa Giêsu, giống như môn đệ được Chúa yêu, đó là mệnh danh của Thánh Gioan tông đồ. Vì thế, hôm nay chúng ta mừng kính thánh nữ Maria Magdalena. Chúng ta phải nói về tình yêu của Ngài đã dành cho Thiên Chúa, như Đức Thánh Cha Phanxicô mới đây đã nói về thánh nữ là một tông đồ tình yêu niềm hy vọng. Quả thực, thánh nữ Maria Magdalena là một người tông đồ có một tình yêu đậm đà, nồng nàn và bền bỉ, như lời nguyện kết thúc thánh lễ hôm nay. Và chính Ngài đã sống một cuộc sống
Mặc dù những năm tháng đi theo Chúa không phải là người nữ tông đồ được gọi đầu tiên giống như những môn đệ đầu tiên của Chúa, nhưng khi được Chúa chữa lành thì chính Ngài đã dâng hết những gì mình có, tận hiến thật sự cho công việc của Chúa Kitô và của các tông đồ trên bước đường rao giảng. Và chính người cũng đã đi theo Chúa Giêsu trên bước đường tông đồ của chính mình. Cho nên từ sự cống hiến đó, phải nói rằng Ngài đã dám yêu và dám liều mình đi theo Chúa Giêsu cho đến cùng. Hai mốc thời gian rất quan trọng ở trong cuộc đời Chúa Giêsu đó là khi Chúa Giêsu chết trên thánh giá, thì chính thánh nữ Maria Magdalena cũng là một trong số ít hiện diện dưới chân thập giá Chúa Kitô để dâng hy lễ thập giá cùng với Chúa Kitô lên Thiên Chúa Cha, cùng với mẹ Maria, cùng với thánh Gioan tông đồ và một vài người nữ trung tín khác. Để rồi trong một khoảnh khắc đặc biệt khác nữa, hay nói duy nhất trong cuộc đời của thánh nữ, đó là khi Chúa Giêsu Kitô sống lại, mà tin mừng thánh Gioan chúng ta vừa nghe thuật lại rất tỉ mỉ và cẩn thận. Được Chúa hiện ra giây phút đầu tiên khi Ngài phục sinh, và cũng trong giây phút này bà được lãnh nhận sứ mạng loan tin mừng phục sinh. Đó là một tin mừng mới mẻ và cao cả nhất mà trọng trách của người nữ tông đồ này phải đảm nhận và chu toàn. Người ta đi tìm lý do nào mà thánh nữ Maria Magdalena đã được Chúa ban thưởng ân phúc đầu tiên khi được Chúa Giêsu Kitô phục sinh hiện ra. Thì lý do duy nhất đó là bà đã cống hiến mọi sự cho Thiên Chúa. Và trong sự cống hiến này, tình yêu quả thực đậm nét và cao cả, nên phần thưởng quả là xứng đáng, quả là đương nhiên để người nữ tông đồ có thể nhận được từ tình yêu hay cung lòng thương xót của Chúa Kitô. Kính thưa ông bà anh chị em, tôi kịp đọc thấy những lời tâm sự của một người dân Sài Gòn trong những ngày vừa qua, khi anh nói rằng: tôi cùng với mọi người trong một hẻm nhỏ khu phố của tôi bị phong tỏa cách đây khoảng 2 tuần. Mọi sinh hoạt đều dừng lại hết cả. Tuy nhiên, một điều rất may mắn là tôi nhận được nhiều sự an ủi bởi những anh chị em thân quen gọi điện hỏi thăm. Từ quê nhà cũng có, những người bạn hữu hiện đang phong tỏa với nhau cũng có ở Sài Gòn. Nhưng tôi cảm nhận được rằng những sự giúp đỡ yêu thương của các nữ tu, của các linh mục hay của những người hảo tâm đã đem đến cho tôi nào là rau, nào là củ, nào là quả để cung cấp lương thực thực phẩm trong những ngày khốn khó này. Quả thực thời nay rất cần những tấm lòng giống như Maria Magdalena. Một tình yêu cho đi, một tình yêu hiến dâng thật sự cho Thiên Chúa, cho tha nhân, cho anh chị em của mình. Một chi tiết rất nhỏ trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe: Maria đã khóc khi thấy xác Chúa không còn ở trong mộ. Chúng ta đã từng khóc chẳng hạn. Anh chị em của chúng ta cũng đang khóc vì sự mất mát quá lớn, mất mát người thân, mất mát
công ăn việc làm, lo lắng cho tương lai, không biết khi nào được bình ổn trở lại giữa cơn dịch bệnh. Nhưng khi Maria Magdalena đau khổ thì đó cũng chính là lúc mà Chúa chạm đến nỗi đau, Chúa chạm đến ước ao của bà, và Chúa cũng chạm đến nỗi khát khao của bà. Và chính Chúa đã ban cho bà hơn những gì mà bà ước ao, đó là gặp được Đức Kitô phục sinh, điều mà bà chưa từng mơ ước Chúa sống lại. Cho nên ngày hôm nay, khi chúng ta thấy được hay chúng ta nghe được những tấm lòng vàng đã thương yêu anh chị em của mình như thế nào, chúng ta tự hỏi mình có giống như Maria Magdalena hay không, thưa ông bà anh chị em. Tôi thiết nghĩ chúng ta rất giống, bởi vì không phải được sinh ra là thánh nữ Maria Magdalena đã là thánh, mà là một con người đã từng bị giam giữ trong những ác thần, có cả đến 7 quỷ dữ mà Chúa chữa lành cho bà. Rồi từ đó không phải bà trở thành một con người hoàn hảo từ thuở ban đầu, nhưng đã được Chúa yêu thương, được Chúa dẫn đưa và trở nên một tông đồ biết cho đi. Ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn có thể cộng tác với giáo hội dưới lời kêu gọi của Đức Cha Chủ tịch, Đức Tổng Chủ tịch kêu gọi người Kitô hữu Việt Nam chúng ta hãy cho đi, hãy hùng vào những gì mình có để giúp đỡ anh chị em đang khốn khó giữa cơn dịch bệnh này. Chúng ta xin Chúa ban cho sự bình an trở lại. Chính Chúa là nguồn bình an. Hãy chữa lành cho những anh chị em đang đau bệnh, đang gặp khốn khó, thử thách lớn lao trước mắt chúng ta. Để rồi mỗi ngày người con cái Chúa được yên vui mà thờ phượng Chúa. Amen.